Xin chào các bác. Thì hôm nay em lên sóng với các bác là một cái lô đẩy đến từ nhà Sonanda GB4600. Rất đẹp các bác ạ. Về được 5 chiếc thôi. Đấy, con này thì không có gì để chê hơn rồi. Mẫu Sonanda, một thương hiệu gọi là xịn sò nhất của Trung Quốc. Đối với cái mẫu này thì công suất 4 kênh. Sẽ là mỗi kênh là 600W một kênh và 4 ohm của nó sẽ đạt được 900W một kênh. Thì các bác có thể chơi tốt những cặp loa full 30, công suất khoảng 450W, 400 đến 450W, chơi thoải mái, chơi 25-30. Mỗi kênh, nếu 25 thì mỗi kênh có thể đánh được một cặp các bác nhé. 30 mỗi kênh đánh một chiếc, và các bác có thể là chập kênh, dồn kênh vào. Dồn kênh vào các bác có thể đánh súp, dồn kênh thì nó sẽ đạt được khoảng 1300W một dồn kênh. Thì ví dụ kênh 3, kênh 4 các bác dồn vào, các bác đánh súp 50 thì thoải mái, đúng không? Con này thì nếu mà các bác bỏ ra số tiền các bác mua mới thì bây giờ nó sẽ rơi vào khoảng tầm 13 triệu một chiếc. Còn các bác mua hàng đã qua sử dụng như này thì nó sẽ rơi vào như em đang bán cho các bác với giá là khoảng 6.800.000. Các bác sẽ mua giá loanh quanh khoảng một nửa. Nhiều đơn vị thì sẽ bán khoảng 7.500.000, nhưng em bán cho các bác với giá 6.800.000 để các bác sử dụng các bác nhé. Đây, về phần ruột gan bên trong các bác có thể nhìn thì nói chung là cũng chả kém mới là bao nhiêu, nó khá là đẹp, đúng không các bác? Nó sử dụng một con nguồn này là 21 phân các bác nhá, nguồn 21 phân rất lớn. 4 vỉ công suất riêng biệt. Máy Sonanda thì không có gì để chê rồi. Tụ thì đẹp phẳng đét. Đây, cho các bác cùng xem. Đây là mặt sau. Mặt sau thì các bác có thể xem thì ở đây nó sẽ có các cần gạt công tắc là Site và gạt chập Bright các bác nhá. Bright thì các bác sẽ đây. Nó đánh dấu luôn này. Khi các bác chập Bright thì nó sẽ chỉ đánh được ở 8 ohm nhé, không chập đánh được ở 4 ohm. Đấy. Có nghĩa khi các bác chập Bright các bác chỉ đánh được 8 ohm thôi. Thì các bác sẽ đấu dương là đây, âm là đây. Đấy, khi các bác chập Bright. Bên này chập được. Đúng không? Thì đối với con này thì các bác có thể là ví dụ các bác biến thành một con 3 kênh thì các bác gạt sang Bright thì nó sẽ là công suất là 600, 600 và 1200W. Nó khá là mạnh để các bác chơi. Ngàn 3, thì nó ngàn 3. Thì các bác khá là mạnh để các bác chơi. Súp full gia đình thì khá là ok, đúng không? Đấy, máy móc thì cũng ngon lành cho các bác, tất cả đều là zin nguyên bản 100% thôi. Đẹp. Nhìn chung giá thành và cái chất lượng máy như này em thấy nó là rất hợp lý để các bác đầu tư. Mua hàng đã qua sử dụng thì rẻ bằng một nửa so với cả mới. Mới thì các bác bỏ ra khoảng 13 triệu các bác có thể mua được. Đấy. Thương hiệu lớn, nguồn gấu, máy chất, độ bền bỉ cao. Thì đối với những cái sản phẩm này thì bọn em sẽ bảo hành cho các bác là 3 tháng các bác sử dụng các bác nhé. Còn hỗ trợ các bác ví dụ sau này có vấn đề lỗi lầm thì các bác gửi đây, bọn em vẫn hỗ trợ các bác sửa chữa bình thường. Đấy là hỗ trợ là sửa chữa mất phí, còn bảo hành 3 tháng là miễn phí. Đấy. Đối với những con này thì các bác dùng gia đình thì cũng không có gì để chê trách nữa rồi, đúng không? Thì em sẽ nên phối ghép với, đối với những con này thì em có thể em sẽ phối ghép với cả những cái cặp giò CF 3110MK2 rất là ok. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu về sản phẩm này thì cứ alo cho em nhé, có số điện thoại 0978 790 655. Hàng đẹp không có nhiều, có 5 cái thôi các bác nhé.